Lộ. Xin chào tất cả chị và các bạn, rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường hôm nay của HSC và chúng ta sẽ cùng review một tí về diễn biến của thị trường ngày hôm nay nhé. Hôm nay có một cái số dấu hiệu gì đáng kể không? À, chúng ta sẽ cùng đi qua một số số thay vì là chúng ta hãy cùng nhìn từ cái góc nhìn của thị trường trong nước. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái góc nhìn từ phía của các thị trường toàn cầu bởi vì sao hôm nay chúng ta lại nhìn như vậy bởi vì chúng ta có một thông tin liên quan đến các cuộc họp à, đang diễn ra tại Jackson Hole à, về các cái ngân hàng thương mại à, các xin lỗi là các ngân hàng trung ương đang có những quyết sách mới về việc à, chính sách về à, chính sách về điều tiết và lãi suất nếu như anh chị có nhớ thì chúng ta đã có một quãng thời gian rất vui vẻ khi mà thị trường liên tiếp tăng từ cái vùng của tháng 4 năm ngoái đến bây giờ thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại vấn đề là vì sao mà thị trường lại tăng thì nó đến từ nó đến từ cái diễn biến của uh, của cái bên Fed cũng như là các ngân hàng trung ương họ hạ lãi suất nhằm hỗ trợ thị trường trong cái thời điểm mà đại dịch bắt đầu thì uh, đến thời điểm này ấy, khi mà các chỉ số nếu mà chị để thấy là cái đà tăng nó bắt đầu trứng lại này và trước đây ấy, thì khi mà chúng ta nhìn nhận ấy, thì trong một cái đợt sóng giảm thì sau đó là cái sóng tăng nó đều mạnh mẽ hơn ví dụ đi ở trong một cái một cái nhịp sóng thì sóng bắt đầu đến cái thời điểm này cho là sóng một đi đúng không ạ thì cái đà tăng của nó từ cái vùng từ cái vùng 200 lên vùng 350 rưỡi à, thì bây giờ cái đà tăng thứ hai đến vùng này đi thì thực tế là nó đến cái vùng của từ 350 rưỡi đến vùng là khoảng 308 và sau đó là cái đà tăng ấy, bắt đầu nó cái đà tăng thì nó kéo dài đến bây giờ luôn đi nhưng mà rõ ràng là cái đà tăng từ 409 đến 404 ấy, thì tức là sao tức là cái đà nó nó bắt đầu cạn dần nó cũng đi theo nó cũng đi theo việc là các ngân hàng trung ương cũng đang bắt đầu hạ chính sách, thay đổi chính sách, ví dụ là thời điểm của năm 2021 và thời điểm của tháng 7, tháng 8, à, tháng 6 đi thì chúng ta đã có một cái thông tin về Fed cũng như là Jerome Powell cũng đã có một cái quyết định à, cụ thể đây là sẽ sẽ không tiếp tục là cắt giảm lãi và thậm chí là tăng lãi sau năm 2023. Thì à, chúng ta bắt đầu có những hiện tượng là thị trường rung lắc mạnh hơn này và những cái đà đà rơi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn này nếu đến từ đâu thì chúng ta hãy cùng móc tách lại một tí ví dụ đi à, trong cái cổ phiếu của thị trường à, chứng khoán à, toàn cầu đặc biệt là chỉ số dẫn dắt thì chúng ta có một cái nhóm là công nghệ thông tin à, công nghệ thông tin là Technic à, technical đúng không à, xin lỗi là à, cái đó là chỉ số itx xt đây rồi à, technology à, select sector index thì à, nếu mà anh chị nhìn thấy ấy, thì đây là cái nhóm về công nghệ thông tin cái nhóm này có, cái công nghệ thông tin tại thị trường Mỹ thì nó kéo thị trường là từ năm 2009 đến bây giờ là kéo ít nhất là hơn 10 năm rồi 11 năm thì cái nhóm ngành phang, đặc biệt là nhóm công nghệ phang, ví dụ là Facebook này Amazon này chúng ta hãy cùng xem qua về Facebook luôn FB à, xem từ cổ phiếu vào Facebook này. À đây, Facebook class A, cổ phiếu hạng A của Facebook thì cũng uh, cũng đà tăng kéo vào cái nhóm hoa lợt kéo thị trường hay là với Apple uh, cổ phiếu Apple, uh, Apple in common hay là cổ phiếu của Amazon. Uh, chúng ta cùng xem qua về Amazon nào. Đó, uh, những cổ phiếu của Amazon cũng thế, thực ra là cái đà tăng của nó là từ 2020 đến giờ là tăng tăng vượt đỉnh rất là mạnh và hầu như là chỉ số SPX thì có sự ảnh hưởng rất lớn bởi nhóm ngành công nghệ và ngược lại đó là lý do tại sao mà ví dụ là chúng ta hãy nhìn cổ phiếu về Alibaba đi. Alibaba của của thị trường Trung Quốc đi. Thì bây giờ nó đã bị giảm sâu và thậm chí là thủng đáy. Và khi mà chúng ta nhìn lại diễn biến của uh, thị trường Trung Quốc là chỉ số của CZH. Thì uh, CZH thì, thì chỉ, chỉ số thị trường Trung Quốc thì cũng thế, tức là nó nó về lại cái vùng đáy cũ và giảm lại cái vùng đáy cũ thì lý do tại vì sao? Bởi vì là bên phía Trung Quốc thì họ lại đang siết lại cái các công ty công nghệ À, liên quan đến tài chính cũng như là công, công ty công nghệ mà liên quan đến có, có khả năng ảnh hưởng đến cái mức độ gọi là an toàn của quốc gia thì à, mỗi quốc gia hay là mỗi thị trường đều có một à, đều có một cái đặc điểm khá thú vị là như vậy còn với thị trường việt nam chúng ta thì đặc điểm là gì đó là cái nhóm ngành ngân hàng ở đây thì mình xin uh, chia sẻ hôm nay sâu thêm một tí về cái nhóm ngành ngân hàng nhé Và đầu tiên là mẫu hình của nhóm ngành ngân hàng đi thì hiện nay đang ở cái mẫu là pummel uh, à, run chúng ta hãy cùng xem qua về pummel run nhé Uh, pump này mẫu hình pump and run này uh, and run reversal tức là mẫu hình đảo chiều theo pump and run nếu anh chị đấy thì cái mẫu hình này ấy, thì nó sẽ rất là giống với cái nhóm ngành ngân hàng mà chúng ta đang xem xét uh, ok thì mình sẽ sẽ cùng xem thử hai cái đồ thị giá nhé, từ nhóm ngành ngân hàng nhé thì đây là cái góc tăng lên khoảng là 37 độ này, 45 độ này, thậm chí là 45 độ trước đó 37 độ sau này và bây giờ thì đang test lại thành công ở cái vùng gọi là vùng cản cản đỉnh rồi thế nói cách khác là cái nhóm ngành ngân hàng nói chung năm tám ba thì ICB ấy, à đây là tăng ba bảy độ ba mốt độ này xong bắt đầu rơi này thì cái nhóm ngành ngân hàng này nó cũng đang bắt đầu dấu, dấu hiệu tương tự tương tự như vậy và vì sao mình lại đẩy khá là chi tiết cái nhóm ngành ngân hàng Bởi vì là nếu anh chị để thấy ấy, là cái nhóm ngành ngân hàng này nó chiếm Hiện nay là đang đang chỉ còn chiếm khoảng là 19% nhưng mà lại chiếm 20% so với nhóm nhóm của à, à, nhóm cổ phiếu các tác động đến chỉ số. Do vậy là khi mà thị trường mà thiếu nhóm ngân hàng hoặc thiếu nhóm bất động sản thì chắc chắn một điều là thị trường đang thiếu trụ. Và khi mà đang thiếu trụ thì cổ phiếu được tăng bởi những cổ phiếu vừa và nhỏ thì nó sẽ không đủ để cho những cái đà tăng phục hồi đâu. Khi nào mà nhóm, nhóm ngân hàng cũng như là nhóm bất động sản nó tăng trở lại lúc này chúng ta mới có thể yên tâm cả à, thị trường đang tốt à, còn nếu trường hợp mà cứ những cổ phiếu vừa và nhỏ mà dẫn dắt thị trường thì lúc này Đà tăng nó vẫn chưa đủ để chúng ta có thể xác nhận lại và do vậy là chúng ta đang ở trong một thời điểm như thế nào gọi là thời điểm mà đến đến lúc này thì gần như là đang mang tính phục hồi về mặt kỹ thuật và nếu anh chị để thấy là phục hồi rất yếu về mặt kỹ thuật thật sự là phục hồi yếu và chúng ta xác định được đáy hay chưa thì lúc này mình cũng chưa chưa ghi nhận là thị trường đang đang vào đáy đâu à, nếu mà vào đáy ấy, thì chúng ta chỉ có đáy ngắn hạn thôi đủ để chúng ta có thể giữ được một vài phiên đủ để chúng ta có thể cơ cấu lại uh, danh mục cổ phiếu trước khi khả năng là nó sẽ bắt đầu rơi một vùng sâu sâu hơn. thì uh, đó là với chỉ số vn index, với chỉ số vn30 thì sao? vn30 cũng tương tự như vậy và thậm chí còn xấu hơn. khi vn30 là đã xác nhận xong gần như là nhà phục hồi này, là phục hồi nó chỉ có ba phiên thôi và phiên phục hồi hôm nay thì nó nó là một phiên mà thật sự áp lực bán đang dồn hơn áp lực mua và nếu mà chúng ta sẽ đồ thị đến tuần ấy, thì đến tuần uh, xấu cũng tương tự như là đến tuần của thời điểm tháng bảy. À, mặc dù là cái đà giảm cũng còn phiên ngày mai nữa nhưng mà để mà giá có thể giữ được lúc này rất khó. Do vậy là chúng ta vẫn trên quan điểm là gì ạ? Khi mà thị trường đang đang xấu thì chúng ta nên cơ cấu lại thôi. À, điều tiết lại danh mục để cho nó về mức an toàn hơn. À, cũng, cũng đơn giản là khi mà thị trường xấu thì chúng ta à, cất bớt à, đưa về cái tỷ lệ cổ phiếu an toàn này à, và sau đó thì chúng ta sẽ điều tiết lại à, chọn những cổ phiếu mang tính phòng thủ nhiều hơn. Thì đó là cái À, chủ đề của cái video review về thị trường ngày hôm nay thôi nó cũng đơn giản là như vậy hôm qua hôm nay mình xem thêm một yếu tố nữa về cũng liên quan đến nhóm ngân hàng nhé à, chúng ta hãy cùng xem qua về 8200 lại nè đây là nhóm ngân hàng mẫu hình pha miền đâm xin lỗi là pha run thì cũng đã có rồi đúng không ạ thì bây giờ cái chủ yếu là nó đến từ đâu ạ à, thêm một yếu tố nữa là nếu anh chị để thấy à, một cái nhóm ngành tiếp theo là nhóm ngành về tài chính những này tài chính ví dụ là cổ phiếu hcm này. À, hôm nay tiếp tục là một cây giảm khá là sâu giảm khoảng ba bốn à, hay là cổ phiếu ssi thực ra là mất đà tăng hay là cổ phiếu của vnd à, vci tất cả là đều đang ở trong cái tình huống là đang bị điều chỉnh gọi là nhóm ngành chứng khoán đúng không ạ thực ra nó cũng có lý do của nó à, hôm nay thì mình kiểm tra thấy là cái đây là một cái dữ liệu thị trường liên quan đến cái lượng vay margin của toàn cầu Uh, của các cái, của các cái nhà đầu tư của toàn cầu vay margin thì trong năm 2020 ấy, thì họ vay margin là từ mức là 500.000 tỷ. Bây giờ nó đã lên đến uh, 500 tỷ đô, đấy là khoảng 900 tỷ. 900 tỷ đô như thế này. Thì tức là cái lượng vay margin của toàn thị trường rất là lớn. Và nếu nếu mà 900.000 tỷ vay margin của thị trường như thế này mà lần đầu tiên nhá, nó bị bị sụt giảm. Chúng ta để ý thấy là cái lượng margin này nó một cái điều cảnh báo rất là lớn. Ví dụ là năm 2018 đi thì cái lượng vay margin nó sụt giảm đến năm 2020 nó mới tăng, Đó. À, hay là lượng vay margin từ 2016, đến 2018 nó tăng rất là mạnh, tức là sao ạ? Thị trường đã có những dấu hiệu đầu tiên và cảnh báo đảo chiều rồi. Và do vậy là chúng ta sẽ phải chấp nhận một sự thật là có vẻ như thị trường sẽ sẽ không có nhiều khả năng uh, có thể vượt lại cái vùng đỉnh cũ một cách nhanh chóng đâu, ít nhất là trong ngắn hạn, có thể là trong dài hạn thì chúng ta có thể thay, sự thay đổi về chính sách hay là mở cửa lại à, kinh tế thì lúc này chúng ta sẽ cảm thấy ổn hơn nhưng đến đến thời điểm hiện tại thì để mà tận dụng được cái đà tăng của thị trường thì lúc này không phải à, do vậy là chúng ta sẽ cần phải tiếp tục là giữ về cái vị thế gọi là vị thế đang cơ cấu danh mục thôi cũng chưa lúc lúc này chưa phải là lúc, lúc mua lên đâu đây là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai là khi mà xét vào hệ thống chỉ báo HSC Online thì mình cũng ghi nhận yếu tố tương tự là như vậy như hệ thống chỉ báo tâm lý thị trường ấy. Cho anh chị có thể thấy là ở trong cái tháng tám trong tháng 8 thì thì chỉ số giảm không nhịp điều chỉnh giảm khá là sâu nhưng để mà mua lượng được lên hay chưa thì chắc chắn là chưa rồi chắc chắn là thời điểm này chưa chưa đủ để mua lên đâu chưa đủ để chúng ta mua lên một tí nào cả Nhưng mà cái lực nó mang, mang tính phục hồi và cái đà bán nó còn mạnh hơn trong khi lực tiền vào là 12 phần đi thì cái giá suất đầu tư bây giờ trong đà bán nó lên với 9 khá là lớn đúng không ạ đó là với về về cái số đầu tư ngắn hạn còn với các đà lan tỏa theo vốn hóa và theo thanh khoản thì lại tiếp tục là một cái áp lực giảm khá sâu à, chúng ta hãy nhìn vào đây này cũng thấy là đà giảm bắt đầu ghi nhận rồi à, vẫn chưa đủ để để giá tăng đúng không ạ? À, khi nào mà trường hợp nó lay hoay rung lắc mà nó phải ở cái vùng viền này cơ tức là cái đường màu đỏ này này nó phải xuống nữa thì lúc này chúng ta mới là canh canh để mua lên được còn bây giờ là đà trong giai đoạn là canh cơ cầu danh mục thôi à, cơ hội lúc này cũng chưa xuất hiện nhiều trong một phiên giao dịch ngày hôm nay thì thật sự là cũng chưa nhiều cơ hội để giao dịch ngoại trừ một nhóm về nhóm cảng này, nhóm xuất khẩu này, hay là nhóm thép thì có cơ có cơ hội về thép xuất khẩu ngày hôm qua à, liên quan đến uh, thông tin về Mỹ và Việt Nam đang tăng cường mối quan hệ thì lúc này có thể là những mặt hàng xuất khẩu đặc biệt là nguyên liệu nguyên vật liệu như thép thì có thể tăng còn uh, nhìn chung thị trường cũng đang còn xấu lắm về cái nhóm ngành chung ngày hôm nay mình nhìn nhận là uh, vẫn chưa đủ để chúng ta có thể giao dịch đâu uh, khi mà chỉ số ví dụ là chỉ số trụ vn30 đi thì nay nó đang ở mức là 11% rất là yếu và được kéo bởi những cái cổ phiếu mang tính bán lẻ cao, phòng thủ cao, Masan này, GVR này. Hôm nay xuất hiện VJC, VJC thì mấy hôm gần đây cũng đang có những là tăng liên quan đến kỳ vọng về vaccine và kỳ vọng về về sau giãn cách. Hay là hôm nay có SSI nắm gọi là nắm cái dòng dòng trụ VN30 thì thực sự là SSI đang giữ trận hơn là SSI đang có là là, là tăng thật sự. Và cuối cùng là Pao, Pao thì tăng hai hôm nay. À, dẫn dắt thị trường đang khá ổn à, Chúng ta hãy cùng xem qua nhé. Thì thị trường nói chung thì vẫn vậy thôi. Những cái nhóm ngành rất là là tác động yếu. Ví dụ là nhóm hóa chất, nhóm dịch vụ tài chính, nhóm truyền thông, nhóm hàng hàng và dịch vụ công nghiệp, nhóm du lịch giải trí, y tế các thứ thì cũng đều không không tác động được nhiều. Và những cái nhóm cổ phiếu thật sự là tác động mạnh đến chỉ số là nhóm về bất động sản. À, nhóm về bất động sản này. Lại cùng xem qua nhé. nhóm bất động sản ở đây thì chỉ có là những cổ phiếu không phải là cổ phiếu trụ ví dụ là VHM hay VIX hay là VRE mà lại liên quan đến cổ phiếu tương đối thấp ví dụ BCM, KBC, DIG, IDC là PHPX hay là nhóm ngân hàng thì lại bị giảm khá là sâu rồi ngân hàng hôm nay là tác động rất rất là là tệ trong những vùng giá hiện tại và cách khác là khi mà thị trường thiếu trụ thì thì chắc chắn một điều là đà tăng chưa thể xuất hiện được chúng ta hãy cùng xem qua những mã mã ngân hàng hôm nay ví dụ là mã Mbank lại về lại cái vùng vùng đá thấp, lại à, đáy, đáy giá thấp hay là tcb thì thậm chí còn bị thủng đáy luôn. À, với ctg thì đà chỉnh hôm nay thì thật sự là là ghi nhận rất là mạnh. Hay là với những cổ ctg này, mbbank này, à, tcb này, hay là vpbank à, cũng cũng không có đà tăng đúng không? Hay là một cổ khác là vcb của phiếu vua à, thì cũng cũng bốn cây liên tiếp là cũng đang ở vùng giá thấp. À, do vậy là nó gọi là trụ ngân hàng chắc chắn là không có rồi chúng ta hãy cùng xem qua một tí về trụ bất động sản ví dụ là vick này vhm này bị giảm sâu à, vick cũng rơi hay là với vre thì cũng không không có một cái phục hồi gọi là đáng kể cho lúc này gọi là do vậy là mức độ tự tin thị trường lúc này thật sự không không quá nhiều đâu à, nhưng mà ngược lại những cổ phiếu vẫn còn đang đà đa tăng tốt ví dụ là mesan mesan vẫn đang giữ được à, đà tăng của chỉ số cũng không bị ảnh hưởng nhiều và thậm chí là đang kỳ vọng về hưởng lợi từ từ hưởng lợi từ những thời điểm giãn cách đó là mesan hay là với DCM DCM hôm nay có những thời điểm vượt đỉnh à, cổ phiếu phân bón đúng không ạ à, hôm nay có hiện tượng về phân bón cầu cảng à, cầu cảng thì vượt đỉnh này à, phân bón vượt đỉnh này hay là HAH thế cũng đang tăng trần à, đó là những cổ phiếu mà vẫn còn cơ hội đâu ví dụ là VPG đi VPG hôm nay cũng lúc đầu khá khó chịu nhưng mà dù sao nữa thì vẫn là đang trong một cái đà tăng thôi hay là với cổ bán lẻ như DigiWorld cũng không phải là giảm không phải giảm quá mạnh hay là một cổ phiếu khác là fpt thật sự là đang giữ nền tốt nói chung mình đánh giá là thị trường vẫn chưa chưa thời điểm quá là xấu để chúng ta có thể cảm, cảm thấy là quá lo ngại đâu nhé à, vẫn còn đâu đó cơ hội để giao dịch nhưng chúng ta phải có một cái tư tưởng rất rõ là chúng ta đang giao dịch theo hướng là phòng thủ nhiều hơn là hướng tấn công ở thời điểm này ok nhé thì đó là một số uh, nhìn nhận trong uh, review thị trường trong phiên uh, dịch ngày hôm nay nói chung là chúng ta chưa thể có tư duy uh, sẽ sẽ tích cực trong ngắn hạn đâu. Do vậy là chúng ta cần vẫn phải uh, tranh thủ thời điểm mà giá hồi để chúng ta hạ tỷ trọng của cổ phiếu một cách đơn giản nhất nhé. Ok mà Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã tham đã uh, quan sát bài video ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại anh chị các bạn trong bài video ngày video review vào ngày cuối tuần ạ. Xin cảm ơn và hẹn tạm biệt.